Đây là hóa đơn mua vào số 127 ngày 5 tháng 2 với nội dung của hóa đơn là phí vận chuyển hàng theo lô hàng của hóa đơn số 963 và tổng giá trị của hóa đơn là 1.650.000. Thanh toán ngay bằng tiền mặt cho công ty vận tải và thương mại Tuấn Mạnh. Các bạn sẽ mở đến hóa đơn số 963. Khi doanh nghiệp mua nguyên vật liệu của công ty Kỹ Thương Hà Thành và để đưa được toàn bộ các nguyên vật liệu này về nhập kho thì doanh nghiệp đã thuê bên vận tải và thương mại Tuấn Mạnh đưa toàn bộ các nguyên vật liệu đó về kho. Đối với các nội dung liên quan đến chi phí thu mua hàng hóa, bao gồm chi phí vận chuyển, chi phí bốc rỡ hoặc các chi phí lưu kho bãi, thì các chi phí đó sẽ được tính vào giá trị của lô hàng mà chúng ta mua về để làm tăng giá trị của lô hàng đó. Đối với các nghiệp vụ liên quan đến chi phí vận chuyển để đưa toàn bộ các nguyên vật liệu về kho thì các bạn sẽ phản ánh. Đối với trường hợp khi mà các bạn mua nguyên vật liệu về nhập kho ở hóa đơn số 963, các bạn đã phản ánh các nghiệp vụ hạch toán nợ cho tài khoản 152, làm tăng kho nguyên vật liệu, nợ cho tài khoản 1331 và có cho các tài khoản thanh toán liên quan. Và các chi phí liên quan đến đưa nguyên vật liệu về nhập kho thì các bạn cũng phải phản ánh vào nợ cho tài khoản 152, nợ cho tài khoản 1331 và có cho các tài khoản thanh toán liên quan để phần mềm hiểu và cộng các chi phí đi kèm khi mà các bạn mua nguyên vật liệu đó tăng giá trị của các lô hàng mà các bạn mua về. Hoặc trong trường hợp các bạn mua hàng hóa và các chi phí đi kèm liên quan đến đưa hàng hóa về nhập kho thì các bạn cũng phải phản ánh tương tự. Đối với mua hàng hóa thì các bạn đã phản ánh vào tài khoản 156, thì đối với chi phí vận chuyển các bạn cũng phải phản ánh vào tài khoản 156 để phần mềm hiểu và cộng các chi phí đi kèm để làm tăng giá trị của lô hàng hóa đó. Và tương tự đối với công cụ và tài sản cố định, ví dụ các bạn mua tài sản cố định và bao gồm chi phí vận chuyển thì đối với tài sản thì các bạn đã hạch toán vào nợ cho tài khoản 211 làm tăng tài sản cố định và các chi phí liên quan đến mua tài sản và đưa tài sản về công ty thì các bạn cũng sẽ phản ánh nợ cho tài khoản 211 để khi chúng ta thực hiện việc ghi tăng tài sản, phần mềm sẽ thực hiện cộng gộp các giá trị liên quan đến chi phí của mua tài sản cố định. Như vậy, căn cứ vào các nghiệp vụ liên quan đến mua nguyên vật liệu và các chi phí vận chuyển để đưa nguyên vật liệu về nhập kho, ở bút toán chi phí vận chuyển này thì chúng ta sẽ phản ánh căn cứ vào hóa đơn theo lô hàng. Và cụ thể là phí vận chuyển để đưa các nguyên vật liệu về nhập kho. Đối với các nghiệp vụ này thì chúng ta sẽ phản ánh nợ cho tài khoản 152 để tính vào giá trị của lô hàng số 963, nợ cho tài khoản 1331 và có cho tài khoản 111 làm giảm tiền mặt tại quỹ. Và căn cứ vào hóa đơn liên quan đến phí vận chuyển hàng số 127, các bạn sẽ thực hiện trên phần mềm như sau. Đối với chứng từ liên quan đến chi phí vận chuyển thì các bạn sẽ phải vào phân hệ mua hàng và bắt buộc các bạn phải chọn chứng từ mua dịch vụ. Các bạn sẽ không được vào chứng từ mua hàng hóa. Trong chứng từ mua dịch vụ, ở đây hình thức thanh toán các bạn sẽ chọn là thanh toán ngay bằng tiền mặt. Các bạn sẽ chọn là thanh toán ngay bằng tiền mặt. Đối với chi phí vận chuyển để đưa nguyên vật liệu cũng như hàng hóa về nhập kho thì các bạn phải nhớ tích vào là chi phí mua hàng. Thông tin chung nhà cung cấp các bạn sẽ điền thông tin nhà cung cấp là công ty vận tải và thương mại Tuấn Mạnh. Và nội dung các bạn sẽ ghi chi phí vận chuyển. Của lô hàng số 963. Ngày hạch toán, ngày chứng từ căn cứ trên hóa đơn ngày 5 tháng 2 năm tài chính. Các bạn sẽ xuống phần mã dịch vụ ở phần 1 nhỏ hạch toán. Đối với các chi phí liên quan đến đưa hàng hóa nguyên vật liệu thì chúng ta sẽ tạo một mã mới. Ở phần mã này thì các bạn sẽ điền là chi phí vận chuyển. Tên các bạn sẽ ghi là chi phí vận chuyển.
Tính chất thì các bạn sẽ chọn chỉ là diễn giải. Và đối với chi phí này, chúng ta có thể sử dụng chung chi phí mua nguyên vật liệu, chi phí liên quan đến mua hàng hóa. Sau đó các bạn sẽ nhấn cất. Và ở tài khoản chi phí này, các bạn có thể tự điền tài khoản tương ứng. Ở đây toàn bộ các nguyên vật liệu. Ở đây là chi phí vận chuyển để đưa nguyên vật liệu về nhập kho. Do đó các bạn sẽ phản ánh vào tài khoản 152 để làm tăng giá trị của lô hàng. Còn trong trường hợp là chi phí vận chuyển của hàng hóa thì các bạn phải phản ánh vào tài khoản 156. Nợ cho tài khoản 152, nợ cho tài khoản 1331 và có cho tài khoản 111. Do ở đây các bạn đã tích vào là thanh toán ngay bằng tiền mặt. Và các bạn phải lưu ý để điền được tài khoản 152 hoặc 156 thì các bạn phải nhớ tích chọn là chi phí mua hàng để phần mềm hiểu và tính vào giá trị của lô hàng. Các bạn sẽ điền tổng thành tiền chi phí vận chuyển là 1.500.000. Với thuế suất theo hóa đơn là 10%, các bạn sẽ sang phần hai nhỏ tab thuế. Chọn phần trăm thuế suất là 10% và nhớ điền số hóa đơn ở trong chứng từ mua dịch vụ. Hóa đơn mua vào của chúng ta số 127. Hạch toán xong, các bạn sẽ kiểm tra lại toàn bộ thông tin và các nghiệp vụ hạch toán. Kiểm tra tổng số tiền thanh toán 1.650.000 đã khớp với tổng giá trị trên hóa đơn. Và các bạn phải lưu ý đối với các chi phí vận chuyển thì các bạn phải nhớ tích chọn phải vào chứng từ mua dịch vụ và tích chọn chứng từ mua hàng. Đối với chi phí đưa nguyên vật liệu thì các bạn phải phản ánh vào tài khoản 152. Mua hàng hóa liên quan đến vận chuyển hàng hóa thì các bạn phải phản ánh vào tài khoản 156 và căn cứ vào lô hàng mà chúng ta vận chuyển để hạch toán cho phù hợp. Hạch toán xong đúng rồi thì các bạn sẽ nhấn cất để hoàn thành nghiệp vụ hạch toán. Và ở trong chứng từ mua dịch vụ liên quan đến chi phí vận chuyển, các bạn sẽ tích chọn đến phân bổ chi phí, chọn chứng từ mua hàng. Và cụ thể ở nhà cung cấp, các bạn sẽ tìm đến nhà cung cấp theo hóa đơn số 963 là công ty Kỹ Thương Hà Thành. Các bạn sẽ tìm kiếm trực tiếp nhà cung cấp là công ty Kỹ Thương Hà Thành theo hóa đơn số 963. Khoảng thời gian, ở đây chúng ta sẽ chọn thời gian là tháng 2. Sau đó nhấn lấy dữ liệu. Đây là toàn bộ các nguyên vật liệu mà chúng ta mua về theo hóa đơn số 963. Căn cứ vào các số lượng nguyên vật liệu được mua về thì sẽ tương ứng với các dòng. Ở đây theo hóa đơn số 963 là 12 nguyên vật liệu được mua về nhập kho. Do đó phần mềm cũng sẽ phản ánh số lượng là 12 dòng. Các bạn sẽ tích chọn tất cả và nhấn đồng ý. Và 1.500.000 đồng này là chi phí vận chuyển để chúng ta phân bổ cho tất cả các nguyên vật liệu mua vào của hóa đơn số 963. Và phương thức phân bổ lúc này các bạn phải chọn là tỷ lệ phần trăm theo giá trị. Ở đây chúng ta sẽ phân bổ theo tổng giá trị của lô hàng chứ không theo số lượng của lô hàng. Và ở đây chúng ta sẽ tích chọn phân bổ, phần mềm sẽ tự động cập nhật tỷ lệ phân bổ và tổng số tiền phân bổ. Và ở tổng số tiền phân bổ này vẫn tổng giá trị là 1.500.000 được chia đều cho các nguyên vật liệu nhập kho. Sau đó các bạn sẽ nhấn đồng ý. Và như vậy chúng ta đã thực hiện việc phân bổ các chi phí đi kèm, bao gồm chi phí vận chuyển đưa nguyên vật liệu về nhập kho. Để mở được chứng từ liên quan đến mua nguyên vật liệu về nhập kho ở hóa đơn số 963, các bạn có thể click trực tiếp vào hóa đơn số 963. Ở phần chi phí này sẽ phản ánh theo hóa đơn, cụ thể là hóa đơn cước vận chuyển của công ty vận tải và thương mại Tuấn Mạnh với số tiền là 1.500.000 sẽ được phân bổ đều cho toàn bộ các nguyên vật liệu. Cụ thể ở đây các bạn có thể nhìn thấy tổng chi phí mua hàng sẽ được phân bổ đều cho các nguyên vật liệu và giá trị của các nguyên vật liệu lúc này sẽ được cộng bao gồm giá trị của nguyên vật liệu lúc đầu mua về cộng với chi phí mua hàng để ra được giá trị cuối cùng của nguyên vật liệu đó. Và ở phần tab dưới chi phí mua hàng cũng sẽ phản ánh tổng số tiền là 1.500.000 được phân bổ đều cho các nguyên vật liệu.
Còn trong trường hợp mà các bạn thực hiện hạch toán sai, phản ánh không đúng, trong trường hợp chi phí vận chuyển của nguyên vật liệu về nhập kho không phản ánh đúng hóa đơn hoặc đúng số tiền, các bạn sẽ nhấn thực hiện bỏ ghi và nhấn sửa ở chứng từ chi phí mua hàng này trong trường hợp ví dụ không phản ánh đúng số tiền hoặc không phản ánh đúng công ty đó vận chuyển lô hàng của hóa đơn số 963 thì các bạn sẽ nhấn thực hiện xóa bỏ, loại bỏ chứng từ. Sau đó các bạn sẽ nhấn cất lại. Thì như vậy chi phí mua hàng lúc này sẽ thể hiện về không và các bạn sẽ phải kiểm tra lại xem chi phí mua hàng và các bạn sẽ kiểm tra lại chi phí vận chuyển của lô hàng đó để kiểm tra lại xem các bạn đã hạch toán đúng hay chưa và kiểm tra lại ở phần lý do xem chi phí vận chuyển đó là chi phí vận chuyển của lô hàng số bao nhiêu để chúng ta hạch toán và các bạn sẽ thực hiện việc phân bổ lại các chi phí đó. Và các bạn lưu ý ở phần phân bổ chi phí thì các bạn phải chọn đến đúng nhà cung cấp theo hóa đơn mà các bạn muốn phân bổ của lô hàng nguyên vật liệu đó. Và nhà cung cấp theo nguyên vật liệu số 963 là công ty Kỹ Thương Hà Thành. Khoảng thời gian thì các bạn sẽ chọn là năm nay hoặc tháng 2. Và chúng ta sẽ thực hiện phân bổ toàn bộ các nguyên vật liệu theo giá trị của nguyên vật liệu và các bạn sẽ nhấn phân bổ. Và như vậy các bạn sẽ mở đến hóa đơn số 963. Lúc này chi phí mua hàng đã được cập nhật, bao gồm chi phí vận chuyển là 1.500.000, được tính vào giá trị của lô hàng. Như vậy tôi vừa hướng dẫn cho các bạn hạch toán hóa đơn mua vào số 127 ngày mùng 5 tháng 2 với nội dung là chi phí vận chuyển lô hàng theo hóa đơn số 963 trên phần mềm kế toán MISA.